Chào các bạn đã quay trở lại với kênh. Hôm nay mình xin chia sẻ cách làm một món ăn mà hầu hết trẻ em đều rất thích. Đó chính là pizza mì gói. Topping được làm từ rau củ nhiều màu sắc sẽ giúp bé bổ sung dinh dưỡng. Mời cả nhà cùng vào bếp thực hiện món ăn này nha. Và đừng quên like, share và đăng ký kênh giúp mình nhé. Trân trọng cảm ơn ạ. Đầu tiên mình cắt khóm thành từng miếng nhỏ. Xúc xích cắt hạt lựu. Nấm đùi gà cắt theo chiều rộng. Cắt sợi. Cắt hạt lựu. Ớt chuông vàng mình cũng cắt sợi. Thái hạt lựu luôn ạ. Ớt chuông đỏ mình làm cũng như vậy. Bắp lại hạt. Mình luộc bắp cho chín. Khoảng 5 phút vớt ra. Tiếp đến mình luộc nấm. Khi nấm chín vớt ra và cho xúc xích vào luộc luôn nha bạn. Cà chua cắt làm đôi, sau đó cắt ra từng miếng mỏng. Tiếp đến mình băm cà chua. Mì bóp nhuyễn, mình dùng 2 gói, bạn mua loại nào cũng được. Đập 2 quả trứng gà vào bát mì. Khuấy đều trứng. Thêm nữa bịch bột chiên giòn.
Mình trộn bột. Thêm ít nước lọc tạo sự kết dính. Trộn đều như vậy là được rồi. Cà chua bắt lên bếp, thêm ít nước lọc. Nước trong chảo sôi, nêm gia vị vừa ăn. Nước cà chua bắt đầu sệt lại, mình tắt bếp. Bắt chảo nướng lên bếp, cho thêm ít dầu ăn. Cho mì vào chảo nóng. Ép mì cho mỏng, tạo hình tròn. Đậy nắp lại, để lửa nhỏ. Lật lại mặt. Dưới cà chua lên. Mình cho topping lên trên. Đậy nắp lại chiên tiếp 3 phút. Pizza sau khi chín, mình cho thêm tương ớt, sốt mayonnaise. Cách làm sốt mayonnaise, mình để đường link dưới phần mô tả, các bạn nhấn vào xem. Món ăn đã hoàn thành, thưởng thức thôi nào, trông rất là hấp dẫn phải không ạ? Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo.